Nghe đồn Phú Ông làng bên nổi tiếng câu cá khét lắm đấy. Để xem mèo nào cắn miểu nào. Ok. Nặng quá. Nàng tiên cá. Hả? Nàng tiên cá thật sao? Nhìn thấy cái gì chưa? Thả ta ra. Bình tĩnh, ta không ăn thịt nàng đâu, nàng cứ yên tâm. Nhìn cái gì mà nhìn? Hay là tặng nàng tiên cá cho ta, rồi ngài muốn gì cũng được. Đừng có mơ. Ơ kìa, này. Nàng nhìn thấy gì không? Wow. Ta cảm ơn. Chiếc vòng đẹp thật đó chàng ạ. Có gì đâu, đẹp như nàng ta có thể hái sao trên trời xuống. Ta không có được nàng tiên cá, ngươi cũng đừng hòng. Đợi đấy. Tại sao chàng lại đánh cắp trái tim của ta như vậy chứ? Đã đẹp trai lại còn dũng cảm nữa. Thưa chủ nhân, có người cần gặp. Ai? À, tôi là tôi đây. Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Hả? Đâu mất rồi? Chuyện gì? Ôi trời ơi. Nói luôn, có việc gì cần trao đổi? Tôi biết cô yêu thằng Hoàng kia, nên là có chuyện tôi muốn trình bày. Anh Hoàng á? Có chuyện gì? Nói. Chuyện là Hoàng thượng với nàng tiên cá, hai người đó. Được thôi. Một con sâu, hai con sâu, ba con sâu, cả gia đình nhà sâu. Này con kia, tao bảo mày ra đây nhặt trâu chứ bảo mày đứng đấy bắt sâu à? Này hai mẹ con, về nhà ta nhờ chút việc. Hả? Việc gì đấy? Về nhà chăm nàng tiên cá giúp ta, ta trả vàng cho. Mong. Ồ, có việc nhẹ mà lương cao hơn rồi. Đi đi mẹ ơi. Rầu với chả cỏ. Chết hết đi. Nàng cứ ở đây nhé. Việc mới. Nói luôn rồi mang vàng ra đây. Hai người chỉ cần ở đây chăm nàng tiên cá giúp ta. Ta đi có chút việc nhé. Đẹp đấy chị. Âu đấy mẹ. Không phải là hàng vách đâu. Cái này mà nấu cháo là hết nấc luôn con ạ. Ô mà mẹ ơi, nhìn nó to ngồng ngồng thế này thì cần gì phải chăm. Dẹp đi cho rảnh nợ. Lên vơ vét tí đi mẹ. Ý kiến hay. Chết tôi rồi. Sợ ngất xỉu. Ta về rồi đây. Hả? Này, nàng tiên cá, nàng làm sao thế này? Mẹ con cám đâu rồi? Mẹ con cám chạy đâu mất rồi? Mẹ con cám. Ai mà gọi hết cả hồn? Nó về đấy. Ở đây đây. Đây rồi. Sao thế này? Gì đây? Hai mẹ con ngươi trông nàng kiểu gì đây hả? Cái này là do thằng áo đỏ, đệ tử của con búp bê, nó chích. Chứ mẹ con em có biết gì đâu. Thật đấy. Ta bảo hai mẹ con ngươi trông nàng, tại sao lại để xảy ra cớ sự này hả? Thì mẹ con em sợ ngất luôn, có kịp làm gì đâu. Thế thì hai mẹ con các ngươi đi theo ta để lấy thuốc giải. Không đâu. Mau đi nhanh. Ui, từ từ.
tới rồi anh Hoàng ạ. Lên mà tìm thuốc giải cứu nàng tiên cá đi. Xông lên. Thế là thằng Hoàng đã yêu nàng tiên cá. Ta phải tìm cách chia rẽ bọn chúng tới cùng. Bọn nó kia rồi, vào thôi. Dạ. Vào rồi. Nhìn thấy búp bê trong đó đây. Đứng im đi con. Dạ. Sao ngươi lại ở đây? Hóa ra tất cả các ngươi là cùng một ruột với nhau. Hôm nay ta sẽ xử lý hết tất cả các ngươi. Lên. Làm gì có ai mà lên. Lên à, lên chùa bẻ một cành sen. Lên chùa bẻ một cành sen. Tại sao mình coi các người không theo ta? Cảm sợ. Tương tự. 5.000 lượng vàng. 5.000 lượng vàng. Vào luôn. Nét luôn. Dạ. Các ngươi định làm gì? Định làm gì à? Lên. Anh Hoàng gọi mẹ kìa. Gọi tao đâu, gọi mày. Con không lên đâu, sợ lắm. Thằng nào bước lên, tao bắn hết. Làm tốt lắm. Xử lý nốt đi Husky. Còn ngươi nữa. Hả? Rõ, thưa chủ nhân. Hoàn thành nốt công việc của ngươi đi. Đi đi. Các ngươi định làm gì ta? Còn một mình mày thôi đấy. Khôn hồn thì mang thuốc giải cứu nàng tiên cá ra đây. Không bao giờ ta giao cho chàng đâu. Chẳng lẽ chàng không hiểu tấm chân tình này sao? Ta xin lỗi, nhưng ta chỉ thích nàng tiên cá thôi. Mong người hãy giao thuốc giải ra đây. Đừng hòng. Hòng này. Mày này. Mạo nộn ra đây. Nhanh lên. Mày hả? Ơ kìa, mọi người dừng tay lại. Đừng đánh cô ta nữa. Dừng tay lại. Dừng lại đi. Hôm nay bà mày ăn chay nên tha cho mày một mạng. Lần sau để gặp lại bà nữa thì biết tay bà. Nghe chưa? Thế lần sau có gặp, mày định làm gì nó hả Cám? Thì con định nói võ mồm. Thôi, đi về xem nàng tiên cá thế nào. Nhanh lên. Sợ quá. Tại sao chàng nhất quyết không thích ta? Nàng ơi. Thế là tèo rồi à. Ta xin lỗi vì đã không cứu được nàng. Thôi anh ơi, nó chết thì cũng không phải buồn đâu. Còn em này, đưa tay đây nào. Nó, buông ra. Nó chết rồi, ta tặng nó một phần bia mộ, coi như là an ủi. Vậy là kiếp này, ta không thể ở bên nàng được nữa sao? Tại sao, sau tất cả mọi chuyện, chàng vẫn chọn cách cự tuyệt ta? Có lẽ rời khỏi chàng là lựa chọn tốt nhất. Hả? Hãy cầm lấy và cho nàng tiên cá uống đi. Thuốc độc hả? Anh Hoàng ơi cẩn thận. Khả năng để em thử trước cho. Chuẩn đây. Hãy tin ta, rồi chàng sẽ cứu sống được nàng tiên cá. Được rồi, ta cảm ơn cô. Không có gì. Nàng ơi, uống này. Đầu của ta. Ta khỏe rồi này. Cảm ơn búp bê. Hả? Đâu rồi? Chúc cho chàng mãi hạnh phúc bên tình yêu mà chàng đã chọn lựa. Ta cảm ơn cô nhiều lắm. Ta sẽ mãi dõi theo người. Hành trình lấy thuốc này mệt thật mẹ nhỉ. Từ giờ ta sẽ chăm sóc nàng, không để nàng phải chịu khổ nữa. Thôi, hai mẹ con mình hết nhiệm vụ rồi, về thôi. Đi. Thế vàng đâu? Mình đến đòi sau.